Hello, xin chào tất cả các anh chị, tôi là Emily Nguyễn đây ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì Emily sẽ quay trở lại với video này để có thể là phân tích cho các anh chị một trong những cái đồng rất là tiềm năng trong tháng 9, tháng 10 này và có cơ hội có thể là tăng lên giá là 8 đô cho đến 10 đô. Và chắc hẳn tất cả các anh chị đều biết đó là đồng Matic và tại sao nó lại tiềm năng ở trong tháng 9 và tháng 10 tiếp theo, những tháng tiếp theo. Thì các anh chị hãy cùng xem video này nhé. Bởi vì Emily sẽ phân tích từ rất là nhiều nguồn để cho các anh chị chúng ta có một cái nhìn khách quan và để cho chúng ta có thể tham khảo, để cho chúng ta có thể là đón đầu được cái xu hướng và biết cách là đầu tư vào cái đồng nào trước khi mà nó bung. Đó, thì chi tiết ở trong video này thì Emily sẽ chia sẻ những cái điều đó. Nhưng mà trước khi vào phần chính thì các anh chị chúng ta đừng quên là bấm subscribe kênh YouTube của Emily để có thể là nhận thêm nhiều video hơn nữa trong thời gian sắp tới. Và cũng như là các anh chị chúng ta cũng ủng hộ để Emily có thể làm nhiều cái phần phân tích hơn nữa. Bởi vì để chuẩn bị một cái video như thế này thì cần thời gian chuẩn bị rất là nhiều cho cái phần mà chia sẻ cho các anh chị, đúng không ạ? Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào luôn phần chính của video ngày hôm nay nhé. Ok, let's go. Ok, và Emily sẽ nói rõ cho các anh chị trước khi mà chúng ta vào cái phần phân tích thì nếu mà các anh chị nào chúng ta có theo dõi thì chúng ta sẽ biết được rằng Matic là được thành lập bởi một nhóm các cái dev developer Ấn Độ nha các anh chị nhá. Và các anh chị biết là tại sao Emily lại đưa ra một cái nhận định về cái việc mà Matic có cái tiềm năng để có thể tăng trưởng. Các anh chị chúng ta có thể là nhìn thấy và chú ý ở đây này. Matic ở đây thì Matic hay là còn gọi là Polygon thì đã được phát triển bởi một team ở tại Ấn Độ và nó là một trong những cái layer 2 đầu tiên để phục vụ cho cái giải pháp mà mở rộng trên nền tảng Ethereum. Thế nên là cái việc mà cần thiết cái giải pháp này để giúp cho người dùng trong thời gian sắp tới để cho họ có thể là giảm được cái lượng phí gas khi mà giao dịch trên nền tảng của Ethereum và đồng thời là giúp cho những cái giao dịch đó nhanh hơn thì đó là cũng là một trong những cái tiềm năng của cái dự án này. Và các anh chị chúng ta sẽ xem ở đây, đây là một trong những cái điểm mà Emily muốn nhấn mạnh, đó là chúng ta sẽ thấy là SushiSwap này, Aave này và một số các cái dự án mà DeFi á, thì họ đã bắt đầu xây dựng ở trên Polygon, cái nền tảng của Polygon. Và thực tế là cái số lượng mà active, V-active của SushiSwap cao ở trên Polygon cao hơn là ở trên mạng lưới của Ethereum. Volume giao dịch của Aave ở trên Polygon cũng lớn hơn rất là nhiều so với Ethereum. Và những cái dự án này, ở đây thì chúng ta cũng thấy thêm một cái thông tin và cái số liệu, cái này là hoàn toàn ở trên cái trang web coindesk.com thì rất là nổi tiếng. Thì ở trên này thì họ nói rằng đó là vào ngày 13 tháng 6 thì SushiSwap, một trong những cái AMM rất là phổ biến và nổi tiếng hiện nay, thì đã có hơn 15.000 ví active ở trên Polygon, và trong khi đó thì cái số lượng ở trên Ethereum thì chỉ có 4.194 thôi. Chúng ta có thể thấy rằng bây giờ là cái số lượng mà user sử dụng mà trên nền tảng mà SushiSwap á, mà sử dụng trên cái giao dịch của nền tảng Polygon nó sẽ cao hơn so với Ethereum đó. Và đồng thời thì chúng ta cũng sẽ thấy là trung bình là cái lượng giao dịch hàng ngày 6,75 triệu đô ở trên Polygon, trong khi đó là ở trên Aave mà trên nền tảng Ethereum thì chỉ có là 2.48 triệu đô mà thôi. Thì tức là cái số lượng mà volume giao dịch ở trên Polygon đã gấp 3 lần rồi. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng bắt đầu những cái DApps, những cái project, những cái dự án mà vốn là trước đây ở trên Ethereum là họ bắt đầu có xu hướng chuyển qua và giao dịch qua Polygon. Và Emily, ví dụ nếu như các anh chị chúng ta là cái người mà user đi, chúng ta sử dụng ở trong các cái mạng lưới, thì ví dụ các anh chị sử dụng ở trong sàn Binance đi chẳng hạn, thì bây giờ các anh chị cũng thường là chúng ta sẽ giao dịch và chúng ta rút tiền với cái đó là BEP20 của BSC. Bởi vì sao ạ? Nó rẻ hơn. Hoặc là một số người sẽ sử dụng là của mạng lưới mà của network của Tron để cho các anh chị có phí bằng không, thay vì các anh chị sẽ chuyển hoặc là rút bằng ERC20. Thì các anh chị thấy rằng bây giờ phí rất cao và không thể nào là chúng ta rút một cái giao dịch mà chỉ có mấy chục đô hoặc là 100 đô mà mất mấy chục đô tiền phí được. Thì cái điều này về tương lai thì chắc chắn rằng nhiều cái DApp sẽ bắt đầu di chuyển qua từ gọi là họ kết nối qua và bắt đầu build trên cái mạng lưới của nền tảng của Polygon thay vì Ethereum, tại vì nó có sự cải tiến hơn, đúng không nào?
Và nếu các anh chị chúng ta quan sát có một cái tiềm năng rất là lớn ở đây, bởi vì sao ạ? Trước đó thì Emily có nói ở đây đó là rất là nhiều cái DApps, rất là nhiều cái dự án như là SushiSwap hay là Aave hay là một số dự án DeFi là họ bắt đầu build tiếp trên Polygon thay vì là chỉ có ở trên Ethereum để giải quyết những cái vấn đề liên quan đến phí hay là tốc độ giao dịch. Thì các anh chị lên DeFi Pulse thì các anh chị chúng ta sẽ thấy hầu hết các cái DApp ở hiện nay á, lĩnh vực mà DeFi á, là hiện tại họ hầu như họ đang xây dựng ở trên Ethereum, bởi vì đây là một cái nền tảng gọi là lâu đời nhất để cho các cái DApp có thể là dễ dàng xây dựng ở trên đó hơn. Đúng không nào? Thế nên là xu hướng họ di chuyển từ Ethereum lên Layer 2 là chuyện điều chắc chắn ở trong tương lai. Và các anh chị chúng ta cũng thêm một cái dữ liệu ở đây đó là của Hu Blockchain. Thì chúng ta có thể là thấy rằng là chỉ cỡ khoảng ở đây là ngày mùng 8 tháng 9 này các anh chị này. Mới ngày mùng 8 tháng 9 thôi, là ngày hôm qua thôi. Thì phí ga của Ethereum đã tăng cao nhất suốt 4 tháng vừa qua. Suốt 4 tháng vừa qua các anh chị. Đó là thế nên là Ethereum đang gặp một cái vấn đề đó là càng ngày cái phí ga của nó lại càng cao hơn nữa. Và chính Vitalik Buterin ở đây ông cũng nói rằng đó là chúng ta cần phải di chuyển những cái NFT lên Layer 2, lên những cái hệ sinh thái của Layer 2 để có thể là giảm phí. Ngay cả người founder của Ethereum còn nói điều đó, thì các anh chị biết rằng là phí là một trong những cái ngăn trở hoặc là một cái vấn đề của mạng lưới Ethereum rất là lớn. Thế nên là Layer 2 là Polygon nó sẽ hỗ trợ và nó giải quyết cái vấn đề này rất là nhiều trong thời gian sắp tới. Và một cái điểm nữa và các anh chị chúng ta có thể thấy ở đây á, đó là trong năm 2020 thì cái total value lớp của nó đó là từ 650 triệu lên đến bây giờ là 90 tỷ đô, thì nó đã gấp rất rất là nhiều lần rồi đúng không ạ? Một cái điểm nữa đó là các anh chị chúng ta sẽ có cái sự so sánh thêm giữa Matic với gì đây ạ? Đó là chúng ta sẽ nhìn thấy là theo cái FX Street Reports, tức là cái báo cáo của cái trang này á, thì họ nói rằng đó là cái lượng ví hàng ngày mà active trên mạng lưới Polygon đã tăng là hơn 800% từ ngày 1 tháng 1. Và trong cùng khoảng thời gian đó thì trên mạng lưới Binance thì chỉ có tăng là 171% thôi. Và điều này nói rằng đó là cái việc mà phát triển một cách là rất là lớn cho cái mạng lưới Polygon là rất là tiềm năng luôn các anh chị ạ. Và thêm nữa đó là các anh chị chúng ta sẽ thấy là có một số những cái người mà nhà đầu tư tỷ phú và nổi tiếng họ cũng có những cái sự ủng hộ dành cho Polygon, đó là có thể kể đến đó là Mark Cuban trong chương trình Shark Tank đúng không ạ? Và có thể nói Polygon vẫn là nằm trong cái danh mục đầu tư của người tỷ phú này. Vậy thì như chúng ta vừa biết thì có một số cái điểm tóm tắt để cho các anh chị chúng ta có thể nắm, đó là lý do tại sao Matic lại là tiềm năng ở trong tháng 9 và tháng 10 sắp tới. Các anh chị biết rằng là Matic là một trong những cái layer 2 cải tiến của Ethereum, của mạng lưới Ethereum, giúp giảm phí ga và tăng tốc độ giao dịch dành cho người dùng, và rất là nhiều DApp đang được xây dựng ở trên Ethereum. Các anh chị chúng ta sẽ nhìn thấy cái lượng mà DApp được xây dựng trên DApp hiện nay đó là 3.616 DApp ở trên, thì người ta vẫn sẽ có nhu cầu, người ta ngày càng nhiều người dùng hơn, phát triển về mức độ ứng dụng hơn thì họ bắt buộc phải giải quyết những cái vấn đề như vậy, và họ sẽ phải là build thêm ở trên cái layer 2 để giải quyết những cái vấn đề mà của mạng lưới Ethereum đang gặp, đó là phí ga thì càng ngày càng cao như vậy. Trong cái lĩnh vực DeFi á, là họ bắt đầu là họ nhảy qua rồi để họ build ở trên cái nền tảng của Polygon. Thế nên là Polygon sẽ là cái cơ hội trong cái thời gian sắp tới. Vậy thì nếu mà nói về những cái dự đoán mà về giá của Polygon Digital Coin Price thì họ nghĩ rằng là Matic có thể là kết thúc năm 2021 với giá trị là 2.26 đô. Theo Emily nghĩ thì với cái mức này thì khá là thấp so với tiềm năng của Matic như Emily đã nói với các anh chị. Đối với Wallet Investor thì họ dự đoán với giá trị của cái đồng token này thì có thể là đạt đến cái mức giá trị cao hơn với cái mức đó là 7.72 đô. Gulf Capitals thì họ dự đoán rằng Matic có thể đạt được cái giá là 9.39 đô. Chúng ta sẽ coi sơ qua một chút xíu về kỹ thuật của Polygon, thì các anh chị nhìn thấy là hiện tại market cap của Polygon đó là 9 tỷ, nhưng mà đối với Ethereum là 406 tỷ. Thế thì nếu mà các anh chị thử tưởng tượng là chỉ cần là 20 cho đến 30% dự án của Ethereum họ sẽ build trên nền tảng của Polygon để có thể cải thiện những cái vấn đề mà của Ethereum đang gặp phải, thì cái market cap của Polygon có thể tăng đến mức độ như thế nào, đúng không ạ? Đó. Thế thì á, cụ thể hơn nếu mà chúng ta sẽ vào một số các cái phần kỹ thuật liên quan đến cái đồng này, thì các anh chị đang thấy ngày hôm nay Matic đang loanh quanh ở cái mức giá là từ 1.3 cho đến là 1.4 đúng không nào? Và mới 2 ngày vừa rồi thôi thì có một cái cú đâm khá là mạnh,
Nhưng mà theo em Linh nghĩ thì tại vì cái thời gian vừa qua, nếu mà cái mức độ tăng trưởng của Matic so với một số các cái đồng khác ở trên thị trường thì nó không là gì hết. Ý là các anh chị chúng ta sẽ có thể coi ở đây từ cái mức mà thời gian mà cuối tháng 7 cho đến là vừa rồi, trước khi mà cú sập, thì nó mới chỉ tăng chưa đến là 200%, mới có 188%. Trong khi đó soi thì tăng lên rất là mạnh luôn các anh chị. Nên là có một số các anh chị khi mà chúng ta phân tích và chúng ta tìm kiếm những cái đồng để chúng ta có cơ hội để mà tăng trưởng tài khoản của mình, chúng ta đừng nhìn vô chỉ có những cái đồng mà bây giờ nó đã tăng rồi. Bởi vì nếu các anh chị nhảy vào bây giờ nó sẽ là FOMO. Nhưng đối với đồng Matic thì tăng mới có là 188 lần thôi. Và so với cái mức tăng đó thì nó đang có cái nhịp hồi xuống. Thì ở cái mức này mới có cỡ khoảng là bao nhiêu ạ? 100% hơn so với cái mức đáy của thị trường. Thế nên là đây là cái mức tăng khá là khiêm tốn so với tiềm năng của Matic. Nếu mà theo cái nhìn và dự đoán của Emily về cái mức độ mà tăng trưởng của giá của cái đồng Matic này á, thì Emily sẽ đưa ra cái nhận định, và cái này là chỉ mang tính là cái quan điểm cá nhân để cho các anh chị chúng ta cũng có thể là tham khảo. Bởi vì Emily vẫn thấy cái tiềm năng của Matic là rất lớn khi mà nó có thể thừa kế được một số các cái điều mà của Ethereum. Thế nên là Emily vẫn nghĩ là từ nay cho đến hết năm thì Matic vẫn có cơ hội tăng từ khoảng là 7 đô cho đến là gần 10 đô nha các anh chị nhé. Và đó là cái mà Emily nhận định để cho các anh chị chúng ta có thể tham khảo cho cái việc đầu tư của mình, chứ không phải là lời khuyên đầu tư. Và nếu trường hợp các anh chị chúng ta muốn mua lại cái đồng mà Matic á, thì các anh chị có thể cân nhắc ở cái mức giá mà từ 1 đô cho đến là 1.25 đô. Vì Emily nhìn trên những cái dữ liệu về thị trường thì thấy rằng để cho chúng ta có thể là đầu tư, và các anh chị chúng ta có thể trade hoặc hold thì tùy. Vậy thì đó là một số các cái thông tin liên quan đến cái đồng Matic này, và các anh chị vẫn có thể xem thêm cái nội dung của cái phân tích liên quan đến đồng Matic này ở trên kênh TradeCoin Asia nha các anh chị nhé. Ở trên này có rất là nhiều phân tích khác nhau. Và nếu các anh chị chúng ta muốn tìm kiếm bài viết hay là video liên quan thì các anh chị có thể lên cái group TradeCoin Asia ở đây này các anh chị này. Thì ở đây có một cái bài viết liên quan đến Polygon Matic gần nhất mà chúng ta có thể đọc ở đây. Các anh chị chúng ta có thể đọc kỹ hơn một số các cái thông tin liên quan đến cái đồng Matic này, đúng không ạ? Và nếu các anh chị muốn join vào trong cái group TradeCoin Asia thì Andy sẽ để cái đường link ở ngay dưới phần mô tả của video này để cho các anh chị chúng ta có thể là chúng ta join vào và chúng ta cập nhật những cái thông tin nhanh nhất liên quan đến thị trường, liên quan đến phân tích của các đồng, đúng không ạ? Nó sẽ giúp cho các anh chị có những cái quyết định đầu tư và những cái kênh tham khảo, những cái nguồn cho các anh chị tham khảo một cách nhanh nhất. Vậy thì đó là một số các cái nhận định của Emily về đồng Matic. Còn nếu các anh chị có những cái ý kiến khác, hoặc là các anh chị có thắc mắc gì liên quan đến đồng Matic thì các anh chị hãy cũng comment để cho Emily có thể là giải đáp cho các anh chị nhé. Ok, vậy thì Emily xin kết thúc cái video này tại đây. Và các anh chị chúng ta đừng quên là bấm subscribe kênh YouTube của Emily để ủng hộ Emily ra nhiều video hơn nữa trong thời gian sắp tới nhé. Ok, hẹn gặp lại tất cả các anh chị và xin chào.